mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một clip trong đó một cô gái đi vào tiệm điện thoại để hỏi mua máy điện thoại cô gái nhờ bà chủ tiệm điện thoại đưa máy điện thoại để xem qua trong lúc này người bạn trai của cô gái vẫn ngồi trên xe máy chờ ngoài cửa tiệm sau một hồi xem máy thì cô gái bỏ đi ra phía người bạn trai và bất ngờ leo lên yên xe định bỏ chạy may mắn thay bà chủ tiệm điện thoại đã chạy theo kịp kéo cô gái lại và cùng người dân bắt giữ cô gái đây là bài học cho các chủ tiệm điện thoại phải cảnh giác khi mua bán với khách hàng